Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 284 tuy tôn thụy chưa trở thành người quản lý nhưng hắn đã được hưởng ưu đãi của người quản lý đó cũng chính là chỗ tốt lớn nhất của việc trở thành người quản lý bưu điện quỹ vĩnh viễn không phải lo chuyện lệ quỹ khôi phục lại nhưng trên tiền đề là hắn không thể rời khỏi bưu điện quỹ tôi đã tỉnh rồi sao không phải lại đang nằm mơ đấy chứ tôn thụy mơ hồ hỏi lại hắn nhìn xung quanh bưu điện quỹ tối tăm khiến cho tầm nhìn của hắn bị hạn chế nhưng hắn vẫn có thể nhận ra Dương Giang Đứng cách đó không xa Có vẻ Hồng Tỷ kia Đã nói đúng Sau khi trở thành người quản lý Tình trạng lệ quỷ khôi phục Lại sẽ biến mất Và anh sẽ biến thành dị loại Tôi cứ nghĩ là phải chờ chuyện này chấm dứt Anh mới có thể tỉnh lại Không ngờ anh lại tỉnh lại vào lúc này Dương Giang hơi hơi gật đầu nói Quỷ ảnh của hắn đã có thể thu hồi lại Tôn Thụy không cần quỷ ảnh giúp cân bằng nữa cho nên, tôi thực sự là không nằm mơ sao? Đội trưởng Dương, cậu thực sự làm được rồi. Phong từ màu đen kia, cơ hội trở thành người quản lý. Vậy, giờ phải chống lại hiện tượng linh dị sau khi xe nát phong thư màu đen kia sao? Tương Thụy nhanh chóng nắm rõ tình trạng ở nơi này. Vẫn chưa kết thúc sao? Hắn lập tức cảnh giác, lưu ý hiện tượng linh dị ở xung quanh. Hắn thấy, giữa đại sảnh kia là cây trường thương quái dị, phía dưới cây trường thường còn có một đôi chân người chết bị ghim lại, cùng với cái bóng của một người. Trừ cái này ra, còn có vài cái bóng đang đi lại ở xung quanh. Bóng đèn kia rất là nguy hiểm, khiến cho người ta đề phòng cùng cảnh giác. Dương Giang nói, Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng tình hình thì cũng ổn rồi, xử lý được khá nhiều lệ quỷ. Tôn Thụy hơi gật đầu, nhưng lúc hắn tiếp tục quan sát, thì bỗng phát hiện chỗ vách tường trong đại sảnh lại xuất hiện một cái cầu thang mà trước đây không có thấy. Có một người đang phất tay ở trên cầu thang, ra hiệu cho hắn đi qua. Hả? Vẻ mặt của hắn thay đổi, nhìn chầm chầm vào nơi kia. Anh phát hiện ra cái gì sao? Dương Giang nhìn theo tầm mắt của Tôn Thụy, nhưng lại không nhìn ra cái gì cả. Có một cái cầu thang. Trên cầu thang dường như là có một người đang kêu tôi qua đó. Tôn Thụy nói những gì mình nhìn thấy Dừng dàng suy nghĩ, Vương Dũng đứng ở bên cạnh nói, "Có thể đó là con đường dẫn đến tầng 6 của Bưu Điện Quỷ, chỉ có Tôn Thụy mới có thể thấy, chúng ta sẽ không thể nhìn được. Tôi cảm thấy anh ta tỉnh lại vào lúc này cũng không phải là trùng hợp, mà là thời cơ đã tới. Nếu tôi không nhầm, thì hiện tại anh ta phải đi dọc theo con đường đi đến tầng 6, trở thành người quản lý Bưu Điện Quỷ." Vương Dũng từng là người đưa thư ở tầng 5, biết không ít tin tức. Hắn cũng từng gặp qua người rời khỏi bưu điện quỷ. Sau khi người đưa thư đưa xong ba phòng thư sẽ nhìn thấy một con đường đặc biệt, chỉ có người đó mới có thể nhìn thấy được. Vậy tôi phải đi qua chỗ người kia hay sao? Tôn Thụy khập khiển đi lên phía trước vài bước. Cuối cùng hắn dừng lại ở trước vách tường, quay đầu lại nhìn Dương Giang một cái. Đội trưởng Dương, cậu thấy thế nào? Có bể rập hay không? Dương Giang nói, có thể đó là con đường lên tầng thứ sáu của bưu điện quỷ, mà cũng có khả năng là có bẫy rập. Nguy hiểm có thể là sẽ có, nhưng khả năng có bẫy rập là không có lớn. Hắn dùng mắt quỷ để nhìn, nhưng đáng tiếc cũng không có biện pháp nào có thể nhìn thấy con đường kia. Nếu là quỷ, chắc chắn dương gian có thể nhìn thấy một cách rất rõ ràng. Cho nên, dưới tình huống hắn không thể nhìn thấy được thì chỉ có một giả thiết duy nhất là do hiện tượng kỳ quái mà chính bản thân bưu điện quỷ tạo ra. Tôi hiểu rồi, tôi đi qua nhìn một cái. Tôn Thụy nói, không làm gì cũng không tốt. Nếu trở thành quản lý sớm hơn, cũng có thể kết thúc những hiện tượng linh dị ở nơi này sớm hơn một chút. Dương Giang không nói lời nào, chỉ gật đầu cho có lẽ, sau đó nhìn về phía Vương Dũng một cái. Vương Dũng cũng không có ý định từ chối, hắn ném cái sẻn trong tay qua cho Tôn Thụy rồi nói. Cầm để phòng ngừa chuyện ngại muốn xảy ra. Cảm ơn. Tôn Thụy cũng không có từ chối. Bây giờ không phải là lúc để hắn ra vẽ. Sau khi Tôn Thụy nhận lấy cái sẻn thì cặp kỉnh đi về phía trước. Trong tầm mắt, sau khi cái bóng mơ hồ ở cửa kia vẫy tay kêu gọi, nó liền xoay người đi về phía cầu thang, dường như đang đợi Tôn Thụy đuổi theo. Mặc dù Tôn Thụy không đi đấng thuận tiện cho lắm, nhưng tốc độ của hắn cũng không hề chậm một chút nào. Hắn cũng nhanh chóng đi lên trên cầu thang. Biển mất rồi con người của chu trạch khẽ đảo hắn thấy Tôn thụy bỏ qua bức tường trước mắt kia cứ như thế mà bước vào bên trong sau đó biến mất ngay ở trước mặt bọn hắn vậy xem như là chúng ta thành công rồi sao vương dũng nói hơi nghi ngờ dương giang nói vẫn chưa tính là thành công đâu dưới tình huống hiện tại trong bưu điện quỷ không có người quản lý thì có khả năng ở tầng 6 có thể là có quỷ vẫn chưa chắc chắn lắm chúng ta chỉ có thể đợi mà thôi Đợi Tôn Thụy quay trở về một lần nữa thì tất cả mọi chuyện đều sẽ rõ ràng. Chuyện trước mắt cần phải làm là đảm bảo cho bản thân an toàn. Nói xong, hắn nhìn cổ thi thể trắng bệch của một nữ tử ở dưới chân. Tôi phải lên tầng năm một chuyến. Giờ bưu điện quỷ tắt đèn. Đây chính là một cơ hội tốt. Tô. Tôi muốn lấy lại mảnh ghép cuối cùng ở văn phòng 501 kia để nhìn xem rốt cuộc phần thi thể nữ này là cái gì. Bây giờ Tôn Thụy không có ở đây không cần phải phòng ngự ở chỗ này. Vừa nói xong, Dương Giang liền nắm lấy cổ thi thể nữ kia, sau đó cứ như vậy mà chạy lên lầu. Đội trưởng, cậu không mang theo vũ khí linh dị theo sao? Lý Dương gọi theo hỏi. Tôi đã đóng đinh hai con quỷ ở đây, không được lộn xộn, ở lại chỗ này đi. Dương Giang trả lời, hắn cũng không lo lắng rằng thứ này sẽ bị đánh cắp, cũng không lo lắng nó sẽ bị cướp đi. Bởi vì vũ khí linh dị của hắn mang theo nguyên rủa rất là mạnh, nếu người cầm nó ở trong tay không hiểu rõ nó thì sẽ dễ dàng tự đùa chết chính mình. Lý Dường thấy như vậy lập tức bôi bẩn vách tường vẽ đầy máu tươi kì sau đó gỡ chốt cửa xuống lập tức đi theo. Chúng ta có nên đi xem hay không? Người phụ nữ tên là Trung Yến kia có hơi lo lắng hỏi. Giờ có bốn con lệ quỷ đang lượn lờ ở trong đại sảnh này. Chỗ này không còn thích hợp để chúng ta ở lâu. Đi lên tầng 5 tuy không phải là một lựa chọn chính xác nhưng tốt hơn nhiều so với việc ngay ngốc ở chỗ này. Hình như Dương gian đã tìm đủ mảnh ghép trong trò chơi thi thể rồi, rất nhanh sẽ giải được bí mật này. Tôi thấy chúng ta nên tranh chóng đến xem. Chu Trạch nói, Vương Dũng cũng không có nhiều lời, đoàn người nhanh chóng đi theo. Tên dục dân kỳ đã chạy đi đâu rồi chứ? Chẳng thấy hắn đâu cả. Dương Giang vừa bước lên lầu, vừa nhìn không khí kỳ lạ ở xung quanh, hắn phát hiện hầu hết tất cả mọi thứ ở đây đều rất là yên tĩnh. Việc này không giống với tác phòng làm việc của Diệp Trần. Hắn bước một bước lên tầng 5. Nếu bây giờ có quỷ thì hẳn là đang đối đầu với lệ quỷ. Dương gian lần nữa lên tới tầng 5. Trên cầu thang bằng gỗ cũ kỹ cũng không có gặp được dị thường nào. Cũng không có lệ quỷ mới xuất hiện. Sau khi xe nát phòng thư màu đen, Tôn Thụy đi đến tầng 6 của bưu điện quỷ. Dường như nguy hiểm từ việc xe nát phòng thư cũng đã qua hơn phần nữa. Trước đó xuất hiện hung hiểm, giờ phút này đang dần dần bình ổn lại. Nhưng tai họa ngầm thì vẫn còn ở đó. Cửa lớn của bưu điện quỷ ở tầng 1 đã bị vỡ vụn, toàn bộ bưu điện quỷ còn đang trong tình trạng tắt đèn. Cũng có nghĩa là bưu điện quỷ vẫn còn trong trạng thái mất khống chế. Giữa tình huống này, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tầng nam dường như hết thảy đều bình thường, cũng không có bị linh dị ăn mòn. Xem ra trước đó linh dị đều là hướng về phía người xe nát phòng thư màu đen mà đến. Nơi này cũng không có gặp ảnh hưởng. Dương Giang dùng mắt quỷ thăm dò một vòng, không có phát hiện chỗ nào không đúng. Duy nhất có điểm đáng giá lưu ý chính là cửa của giang phòng số 504 giờ phút này ở vào trạng thái mở ra. Giang phòng kia là lúc trước Hồng Tỷ đã bước vào, mà dịp chân lại mất tích, không biết là chạy đi nơi nào. Có lẽ là tiến vào bên trong gian phòng này. Có lẽ là đang truy tìm linh dị khác Mảnh ghép hình cuối cùng Đang ở trong phòng số 501 Ánh mắt của Dương Giang lập tức Nhìn chầm chầm vào văn phòng thứ nhất Hắn nhanh chóng đi qua Cũng không đợi người khác tới Để cùng hành động gian phòng này Cửa là vẫn như cũ đóng chặt Nhưng từ khe hở của cửa Lại có ánh đèn yếu ớt chiếu ra Ánh đèn này không tính là sáng Chập chờn bất định Hiển nhiên là một loại ánh nến hay là ngọn đèn dầu chứ không phải là đèn điện. Nhìn qua cổ nữ ti tàn khuyết không đầy đủ ở trong tay, Dương Giang do dự một cái, nhưng vẫn là quyết định mang lên. Đi ra phía trước, hắn ý đồ mở cửa của gian phòng này, nhưng mà có chút ngoài ý liệu là hôm nay cửa phòng số 501 cũng không có khóa chặt, rất dễ dàng liền mở ra. Bên trong hoàn toàn chính xác là có ngọn đèn vàng hôn ám sáng lên. Ánh đèn kia rất là quen thuộc, đến từ một ngọn đèn dầu. Là cây đèn dầu kia sao? Trước đó Tôn Thụy tại từng một đại sảnh có nhặt được một cây đèn dầu. Hiện tại dầu ở bên trong ngọn đèn đã đốt hết, không có tác dụng, mà nơi này cũng có một ngọn đèn dầu. Cả hai có liên quan gì với nhau hay không? Hay là nói ngọn đèn dầu ở đại sảnh bưu điện quỷ tầng một kỳ chính là từ nơi này? Trong lòng có hơi nghi vấn, mang theo nghi vấn, hắn nhanh chân đi vào trong phòng này bố cục cùng với những phòng khác giống nhau như đúc, chỉ là bài biển có chút kỳ quái. Ở vị trí phòng khách có đặt một cái bàn lớn, trên cái bàn cũng chỉ có một ngọn đèn dầu lẻ loi trơ trọi. Ngọn đèn vẫn còn đang thắp sáng, ánh lửa nho nhỏ trong hoàn cảnh u ám này có hơi lung lay. Phụ cận phản chiếu ra một chút âm ảnh màu đen, rất là mơ hồ, rất kỳ quái. Dầu bên trong ngọn đèn tản ra một mùi vị khác thường, giống như là một loại dầu của động vật nhưng lại bởi vì là cất giữ thời gian lâu dài, có chút thối rửa, cho nên tản ra một mùi hôi thối nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy có chút khó chịu. Người trong phòng số 501 đâu rồi? Hay là quỷ ở trong phòng số 501 ở đâu? Dương Giang nhíu mày, rất là cảnh giác. Người ở gian phòng số 502 sát vách có nói, trong gian phòng này giam giữ một con lệ quỷ phi thường khủng bố sẽ đem người đưa thư dẫn vào gian phòng này, sau đó giết chết. Bất kỳ người sống nào tiến vào bên trong phòng này cũng không có cách nào đi ra ngoài. Nhưng kết quả lại có chút ngoài ý định. Dương Giang cũng không có nhìn thấy quỷ, cũng không có gặp hôn hiểm nào. Thậm chí gian phòng này còn mười phần bình thường, không giống như là có vết tích lệ quỷ dù đảng. Ngược lại là ở gian phòng 502 sát vách, thì sự tình quỷ dị liên tiếp phát sinh. Bên trong chất đóng không ít thi thể của người đưa thử chết đi. Mặc kệ trong phòng này đến cùng có quỷ hay là không, mình phải tìm được mảnh ghép hình cuối cùng mới được. Hắn muốn trưởng khống bưu điện quỷ, thì liền muốn hiểu tất cả về nơi này. Cổ nữ thi bị chia ra thành năm bộ phận, có lẽ là một cơ hội để hắn càng hiểu hơn về nơi này. Dương Giang đi vào trong nhà vệ sinh nhìn một chút. Trong nhà vệ sinh rải đầy một lớp tro bụi, giống như là rất nhiều năm, không có sử dụng qua mặc dù có chút bẩn nhưng không có dấu hiệu bị phá hư cũng không có linh dị phát sinh sau đó hắn lại đi đến trong phòng ngủ duy nhất cửa mặc dù là đóng lại nhưng lại không có khóa sau khi mở ra bên trong lại sáng ngời ở tại vị trí tủ đầu giường trong gian phòng này dương giang lại thấy được một ngọn đèn dầu ngọn đèn kia cùng với ngọn đèn ở trên bàn bên ngoài giống nhau như đúc không có bất kỳ khác biệt gì vẫn như cũ là đang thắp sáng dầu bên trong cũng giống như là dầu thi thể chế tạo ra mà thành, tỏa ra một mùi hôi thối. Mà bên cạnh tủ đầu giường, Dương Giang phát hiện một cái bình thủy tinh, bên trong có chất lỏng màu vàng, đang ngầm chân của người chết trắng bệch. Nhưng đây không phải là một cái chân, mà là hai cái chân. Nhưng thi thể ngâm nhiều năm cũng không có dấu hiệu bị thối rửa, ngược lại phi thường mới mẻ, giống như là vừa mới bỏ vào ở tầng một lấy được cái đầu người chết, bên trong bức tranh lại lấy được cánh tay, trong đại sảnh là thân thể cùng hai chân trong văn phòng 501 này. Thi thể cũng không có bị chia cắt thành năm bộ phận mà là bốn bộ phận, theo thứ tự là đầu, thân thể, cánh tay và chân. Nhưng cánh tay cũng chỉ có một cánh tay mà thôi, có phải mình đã để lọt ở chỗ nào hay không? Dương Giang nhớ lại một chút, bên trong cái bình thủy tinh kia đích thực là đặt vào một cánh tay người chết cũng không phải là hai cánh tay có lẽ bản thân của cổ thi thể này là không được trọn vẹn cánh tay kia căn bản là cũng không có tồn tại dương gian suy đoán như vậy trừ bỏ thi thể chôn tại đại sảnh ở tầng một ra thì bản thân của cổ thi thể này có khả năng là bị thiếu khuyết rời khỏi nơi này thôi dương Giang cầm cái bình thủy tinh kia đi sau đó không nói hai lời liền lui về phía sau. Hắn không có nhìn thấy quỷ. Sau khi an toàn đi vào bên trong phòng, cũng an toàn quay trở ra. Bên trong gian phòng số 501, căn bản là không có quỷ. Đây là một gian phòng trống không, chỉ có hai chén đèn dầu. Cho nên, khả năng duy nhất chính là quỷ ở trong phòng này hoặc là trong lúc bưu điện quỷ mất khống chế thì đã rời khỏi nơi này. Hoặc là người ở bên trong gian phòng số 502 kia là người nói dối cố ý giấu diễm tin tức nào đó. Sắc mặt của Dương Giang biến hóa bất định, hắn nhìn qua gian phòng số 502 kia. Cửa của gian phòng đều không có, đã bị hắn phá hư. Bên trong là một mảnh đèn kịch, cơ hồ có một chút động tĩnh kỳ quái truyền đến. Có hiện tượng linh dị phát sinh, làm cho người ta không dám tùy tiện tiến vào. Đội trưởng, tìm tới cái hình kia rồi sao? Đám người Lý Dương giờ phút này chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Dương Giang bước ra khỏi phòng. Dương Giang nói, để mấy cái bình thủy tinh kia lấy ra đi. Cái bình thủy tinh trước đó vẫn để trong phòng số 507. Lý Dương lập tức trở về văn phòng số 507 để lấy cái bình thủy tinh lúc trước. Chu Trạch cũng từ trong ba lô lấy ra cái bình thủy tinh được lấy từ bên trong bức tranh. Bên trong ngâm một cánh tay trắng bạch. Đồ vật vẫn còn, không có mất. Lý Dương rất nhanh từ trong gian phòng 507 đi ra. Trong tay hắn cũng cầm một cái bình thủy tinh. Bên trong chứa chính là một cái đầu người. Đó là một nữ tử tóc ngắn, trợn tròn mắt, quỷ dị mà dọa người, giống như là đã sớm thức tỉnh. Dương Giang cầm thi thể ở trong tay, ném xuống mặt đất, sau đó muốn đập vỡ cái bình thủy tinh ra. Kết quả lại phát hiện, cái bình thủy tinh này phá lệ cứng rắn, không có cách nào tùy tiện đành nát cuối cùng vẫn là vận dụng tay quỷ, sinh ra linh dị áp chế, mới mạnh mẽ đem nó đập nát. Sau khi bình thủy tinh bị đập nát, chất lỏng màu vàng chảy ra, trong không khí tràn ngập một mùi khác thường, làm cho người khác nhịn không được muốn nổ mửa. Hai cái bình thủy tinh bị đập vỡ ra, theo thứ tự là một cánh tay, một cái đầu người của một người phụ nữ được lấy ra ngoài. Còn thiếu một cánh tay, Vương Dũng nói. Dường như cũng không có tìm đủ tất cả ghép hình. Những người khác nhìn Dương Giang, hoàn toàn chính xác, ghép hình mới có bốn cái, còn thiếu khuyết cái thứ năm. Dương Giang nói, có lẽ căn bản cũng không có mạnh ghép hình thứ năm. Đương nhiên, cũng có khả năng là có, chỉ là tôi còn không có tìm được đủ. Nhưng cũng không có quan trọng, bộ phận chủ yếu đã thu hồi lại, tôi muốn thấy được kết quả. Dương Giang nói xong, cũng đem thi thể này bắt đầu ghép lại. Hai chân băng lãnh đầy co giãn, giờ phút này ghép lại tại trên thi thể. Vết cắt kia vô cùng vuông vức, giống như là bị người ta dùng vũ khí sắc bén chém ra. Có thể tạo thành vết cắt như thế này, cho đến hiện tại, Dương Giang chỉ biết có thành sai đao làm được mà thôi. Không, còn có một thành rượu. Chỉ là cái rượu kia tồn tại ở bên trong bức tranh. Cái rượu chân chính, ai cũng không biết là nó đang ở đâu và trên người của ai hoặc là đang ở trong tay của lệ quỷ kia. Hai chân sau khi được gắn lên lại trên thi thể, chỗ vết cắt hiện tại đang dần dần nhanh chóng biến mất. Thi thể này giống như là đang sinh trưởng, khép lại, làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục như vậy có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Cổ thi thể này tự hồ là bị người ta cố ý đánh tàn. Mà thi thể chôn tại tầng 1, rõ ràng là không muốn để cho người khác phát hiện ra, Hiện tại nếu như đem thi thể này làm cho tỉnh lại, sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ gì hay không? Chiêu trạch nhìn qua dương gian có chút lo lắng nói. Có lẽ đừng có động vào nó là lựa chọn tốt nhất. Trung Yến thấp thỏm nói. Lý Dương cùng với Vương Dũng không nói lời nào. Bọn hắn mặc dù cảm thấy cách làm này không có đúng, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi hiểu kỳ. Dương Giang nói, Năm cái bệnh thủy tinh này cao lắm thì cũng đã tồn tại được vài chục năm, còn không có đạt tới tình trạng cùng bưu điện quỷ cùng một chỗ thành lập. Cũng có nghĩa là cổ thi thể này cùng với bưu điện quỷ là không có liên quan quá nhiều. Chỉ là có người đem thi thể này tách rời, đồng thời lưu tại bên trong bưu điện quỷ. Tôi rất là hiếu kỳ, vì sao thi thể nhất định là phải lưu lại bên trong bưu điện quỷ này, mà không phải là mang đi. Nếu như cô ta khi còn sống, gặp phải địch nhân, bị người khác giết chết, thi thể theo lý thuyết đã sớm tổn hại hoặc là tách ra nhốt không có khả năng lưu lại tại một chỗ cậu là cảm thấy thi thể này có một loại lý do nào đó không thể không lưu lại bên trong bộ địa quỷ này sao vương dũng chợt ý thức được cái gì ánh mắt của dương giang lạnh lùng nói mười mấy năm trước đúng lúc phong từ màu đen xuất hiện phía sau chuyện này có lẽ không có đơn giản như vậy bớt quá của thi thể này khẳng định sớm hơn so với phòng thường màu đen kia. Nhưng cũng rất có thể là nguồn gốc bắt đầu chuyện kia. Trong lúc nói chuyện, cánh tay của thi thể cũng được chấp phá xong. Nhưng vẫn thiếu khuyết một cánh tay. Còn lại một cái đầu của người phụ nữ vẫn chưa có gắn lên. Cẩn thận một chút. Vương Dũng nhắc nhở nói. Dương Giang nhẹ gật đầu, ra hiệu cho mọi người cảnh giác. Sau đó đem cái đầu người chết trợn tròn mắt, giống như là chết không nhắm mắt, cầm tới, đặt ở vị trí trên cổ của thi thể vị trí vô cùng ăn khớp kính kẽ thi thể lại đang nhanh chóng sinh trưởng khép lại đem vết thương cuối cùng kì làm cho liền lại không còn vết tích cứ như vậy một bộ nữ thi trắng bịch thiếu khuyết một cánh tay nằm tại trước mặt mọi người nữ thi kia cũng không phải là không mảnh vải che thân trên người dán từng tấm giấy viết thư màu đen những tấm giấy viết thư kia giống như là quần áo bị nữ thi mặc ở trên người chỉ là phía trên giấy viết thư rất là đặc biệt có một loại nguyên rũ nào đó. Diệp chừng trước đó đã cảnh cáo Dương Giang, cho nên Dương Giang cũng không có loạn động trên cổ thi thể này. Con mắt đã nhắm lại rồi. Đám người trông thấy, hai con mắt trên cổ thi thể vốn đang mở ra, thì giờ phút này chậm rãi nhắm lại, giống như là oán khí được phát tiết, có thể an tâm chết đi. Thi thể ngâm nhiều năm như vậy, đều không có thối rửa, nhất định là có lực lượng linh dị duy trì, thi thể này tuyệt đối không phải là một bộ thi thể bình thường hoặc là một con lệ quỷ hoặc là ngựa quỷ nhân nhưng kinh nghiệm trong quá khứ nói cho bọn hắn biết xác suất là quỷ lớn hơn bởi vì xem như là ngựa quỷ nhân cũng không có khả năng lấy loại trạng thái này sống trên vài chục năm sau đó còn tỉnh lại được thời gian từng chút một trôi qua nhưng cổ nữ thi lại không có xu thế tỉnh lại âm um, giờ phút này một tiếng vang thật lớn Từ phía sau truyền đến Đám người bị động tỉnh đột nhiên Làm cho kinh ngạc nhảy giận một cái Đã thấy cánh cửa của văn phòng 505 Ở phía sau lưng được mở ra <laughs> Thứ quỷ gì vậy chứ Sao lại có cái cửa tạ môn như thế chứ May mà dịp mổ tôi thật lực cao cường Đối lại là người khác Tuyệt đối là chết chắc Âm thanh vang lên Đã thấy dịp chân nghênh ngang đi ra Trong tay hắn lại mang theo Một cái máy phát nhạc theo kiểu cũ trên cái máy phát nhạc, lại dùng một cánh tay có năm ngón tay, xem như là đầu máy, phát ra âm nhạc đứt quãng quỷ dị, bởi vì nó bị người ta đập cho tổn hại nghiêm trọng. Ghép hình cuối cùng sao? Con người của Dương Gia ngưng lại, suy đoán của hắn sai lầm, không phải thi thể là không trọn vẹn, mà là ghép hình cuối cùng không có tìm được. Mà nguyên nhân không tìm được là bởi vì cánh tay kia sớm đã bị lấy đi, không ở trong bình thủy tinh các người cũng quá biến thái. Thế mà ngồi sớm cùng nhau nghiên cứu một bộ nữ thì, dịp mỗi tôi cũng không muốn cùng với các người biến thái. Dịp chân thấy thế, mắt lườm một cái, vội vã cùng đám biến thái này, bảo trì khoảng cách, miễn cho nhỉ một chút đam mê đặc thù. Bên trong gian phòng kia, vừa mới xảy ra chuyện gì? Dương chàng hỏi. Hồng tỷ kỳ đầu, có nhìn thấy cô ta hay không? Hồng tỷ sao? là cái người mặc áo sườn xám màu đỏ quỷ vị kỳ sao diệp chân nói đương nhiên là nhìn thấy trước đó tại đầu bậc thang có cùng dịp mổ tội đánh một trận kết quả cô ta vô lại tự mình chạy mất bên trong văn phòng cái gì cũng không có có tứ quỷ này đang hát nhưng mà tôi đã làm hỏng rồi cậu cùng với hồng tỷ động thủ sao còn đem cô ta đuổi đi dương giang nghe được là kinh nghi bất định khó trách trước đó dịp chân một mực không có động tĩnh nguyên lai là cùng hồng tỷ nổi lên xung đột đáng tiếc không thể giết cô ta nhưng mà cậu yên tâm lần sau gặp được cô ta dịp mổ tội nhất định phải cùng cô ta phần cao thấp quý sinh tử dịp chân hư lạnh một tiếng có vẻ hơi mất mặt nếu như cậu có thể xử lý cô ta thì tôi cũng không có ý kiến dương gian cảm thấy sự tình hôm nay thuận lợi như vậy rất có thể là do hồng tỷ bị ngăn cản nếu không cô ta khẳng định là sẽ tham dự vào các người chơi thi thể kia hình như là thiếu một cánh tay may mắn tôi vừa rồi ở trong phòng tìm được nhìn xem có thể dùng được hay không diệp chân nói xong đem cánh tay từ trên máy phát nhạc giật xuống sau đó ném qua dân gian sau khi nhận lấy cậu dường như đối với cổ thi thể này cũng cảm thấy rất hứng thú ai nói bậy không có đừng có nói xấu tôi Diệp Trần vội vã giải thích, sau đó nghiêng đầu đi. Tôi chỉ là muốn biết, cái này đến cùng là cái thứ quỷ gì, lại có thể giết chết Diệp mổ tôi nhiều lần như vậy. Nếu như có thể, thì tôi muốn cùng nó đấu lại một trận. Ngay tại trước mặt các người, nhìn xe Diệp mổ đến cùng là như thế nào thu thập thứ quỷ này. Diệp Trần nghĩ muốn lấy lại danh dự, tiếp tục khiêu chiến cổ thi thể quỷ dị này. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là đem cánh tay cuối cùng này gắn lên. Rất nhanh, vết thương đang khép lại một bộ thi thể hoàn chỉnh không thiếu sót xuất hiện tất cả ghép hình đều tập hợp đủ chuyện này lúc trước người đưa thư không có làm được giờ phút này cổ nữ thi này đột nhiên mở mắt ra sau đó toàn bộ bù điện quỷ đều đang chấn động như là phát sinh địa chấn cả tòa nhà đều muốn sụp đổ cái này không phải là ảo giác mà là địa chấn thật dương giang dùng mắt quỷ trông thấy cầu thang bằng gỗ dẫn lên tầng năm đã không chịu nổi, trực tiếp liền sập đổ, mà mặt đất thậm chí đều xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách này đang khuếch đại, rất nhanh, liền lít nhà lít nhít dằn ra. Bưu điện quỷ muốn sập đổ sao? Những người đưa thư khác kinh nghi bất định. Cái này là chuyện không thể xảy ra. Bưu điện quỷ là nơi linh dị, làm sao có thể sập đổ được? Không, không phải là bưu điện quỷ muốn sập đổ, mà là có nhiều thứ đang xuất hiện. Dương dàng trông thấy vách tường đang bong ra tầng mảng, mặt đất đang rạn nứt, mặc dù nhìn như mố sụp đổ, nhưng trên thực tế thì cũng không có. Ngược lại bởi vì lần chấn động này, để bưu điện quỷ phát sinh một ít biến hóa không muốn người biết. Biến hóa này là từ trong ra ngoài. Tự hồ, diện mạo chân chính của bưu điện quỷ muốn hiện ra, nhưng còn không đợi cho bọn hắn quan sát thêm. Đột nhiên, mặt đất đã nứt ra. Quả thật là sụp đổ. Bọn hắn rơi vào tầng 4 bưu điện quỷ nhưng sau đó tầng 4 cũng sụp đổ, bọn họ lại rơi vào tầng 3 bưu điện quỷ. Tầng 3 cũng sụp đổ, tầng lầu đang từng tầng, từng tầng biến mất. Sau khi ghép thành công thi thể, bọn họ cứ nghĩ là sẽ đánh thức một con lệ quỷ đã say giấc nhiều năm. Nhưng không ngờ, thứ xảy ra biến hóa chính là toàn bộ bưu điện quỷ. Bưu điện quỷ rung chuyển, lay động như là đang xảy ra một trận động đất nghiêm trọng. Bưu điện quỷ chắc chắn không có sụp nhưng các vách tường bên trong bưu điện quỷ đã bông ra tầng mảng cầu thang gỗ sập đổ từng tầng lầu biến mất giếng trời của bưu điện quỷ không còn bị bóng tối bao phủ nữa màn đêm đen đã biến mất vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên sáu người dương giang diệp chân lý dương vương dũng chu trạch trung yến trở tay không kịp cả nhóm người bị hụt chừng rơi xuống dưới tất cả các tầng của bưu điện quỷ sập đổ Họ không ngờ bản thân lại rơi xuống đại sảnh tầng một chỉ trong chớp mắt. Bụi bầy đá vụn bắn tung tóe, giống như những đồ vật đã cũ không thể duy trì được nữa, cuối cùng cũng đến ngày hỏng hóc. Mẹo nó chứ, cái tòa nhà rác rưởi gì vậy? Nói sập liền sập, chẳng kịp làm cái gì. Tên xây dựng thứ này chắc chắn là đã cắt xén nguyên vật liệu, điển hình của công trình kém chất lượng. Nếu để tôi gặp được hắn, tôi chắc chắn phải dân hắn cho ra bả. Diệp chân đứng trên đóng đổ nát không nhận được mắng xối xả. Tòa kiến trúc cổ xưa này đã đạt tới cực hạn. Cộng theo phần lớn lực lượng linh dị duy trì nơi này đã biến mất cho nên nó mới hư hại tới mức này. Mà nguyên nhân chính là do cổ thi thể kỳ Thi thể mở mắt có dấu hiệu thức tỉnh. Chuyện này mới xảy ra. Bụi bặm mịt mù. Dương gian đứng sừng sững không ngã. Mắt quỷ đỏ tươi nhìn xung quanh một vòng. Bụi bặm nhanh chóng tiêu tán đá vụn trên mặt đất cũng biến mất trong nháy mắt. Hắn vận dụng quỷ vật để dọn dẹp đóng ngỗ ngang này. Rất nhanh, tầm nhìn khu vực xung quanh đã được phục hồi. Trên mặt đất, đám người Lý Dương Vương Dũng, Chu Trạch cũng vội vã đứng lên. Rơi từ từng năm xuống công đủ để làm cho bọn họ bị thương. Ngự quỷ nhân có lực lượng linh dị, cứu ngã bình thường, không đủ để lấy mạng họ. Trước mắt mọi người, chính là bưu điện quỷ đã thay đổi cực lớn. Đây là một tòa nhà hình đối ứng. Trên gác tổng cộng có 5 tầng. Hơn nữa trên vách tường còn xuất hiện một cái cầu thang. Cầu thang này được dựng lên bằng hỗn hợp bùn đất. Có thể đi lên xuống tất cả các tầng. Không ngờ trong vách tường lại giống một cái cầu thang. Sắc mặt của Vương Dũng khẽ biến. Lý Dương trầm giọng nói. Chúng ta từng bị một con lệ quỷ tập kích ở tầng 4. Lúc lệ quỷ xuất hiện cũng có một cái cầu thang hiện ra. Nhưng sau đó lại biến mất. Giờ xem ra không phải là do cầu thang biến mất. Nó vẫn luôn ở đó, chỉ là bị vách tường che đậy. Người đưa thư không thể phát hiện ra được mà thôi. Vậy đây mới là hình dạng nguyên bản của bộ điện quỷ sao? Tầng một và tầng năm thông thẳng với nhau, không tồn tại khoảng cách giữa các tầng. Chu Trạch ngẩng đầu lên đánh giá. Nếu đúng như thế, có lẽ trước đây bưu điện quỷ đã bị người nào đó sửa sang lại. Chắc quy định về việc người đưa thư lên tầng được đưa ra sau đợt đó chứ không phải có ngay từ ban đầu lý dương suy đoán vương dũng trầm ngâm nói người có đủ tư cách để vừa cải tổ bồ điện quỷ vừa ban hành lại quy tắc đưa thư thì chỉ có người quản lý bồ điện quỷ mới làm được quỷ gõ cửa sao là ông lão họ la kia lý dương nhìn về phía dương giang khả năng này rất là lớn có thể ông lão họ la kia muốn chọn ra một người quản lý mới vì thế ông ta mới đặt ra những quy tắc đưa thư tàn nhẫn như vậy để chọn ra một người đưa thư đủ xuất sắc để thay thế ông ta. Chờ một chút, thi thể đâu rồi? Đột nhiên, người phụ nữ tên là Trung Yến thận trọng nói. Những lời này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trở lại. Mọi người liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm thi thể nữ vừa được ghép lại kìa. Bỗng nhiên, Dương Giang và Diệp chân cùng ngẩng đầu nhìn lên. Đó là vị trí lầu năm đại sảnh ở tầng năm mặc dù đã sập đổ nhưng lại lưu lại một đầu hành lang tại trên hành lang bị sập đổ siêu vẹo kia một bộ nữ thi quỷ dị toàn thân trắng mệt trên làn da có dính từng tờ giấy viết thư màu đen cũng không biết lúc nào đã đứng ở nơi đó thi thể tỉnh lại đồng thời ánh mắt nhìn về phía đám người ở tầng dưới cô ta lại đang khiêu khích tôi sao chưa từng có người nào dám đứng ở trên đầu của dịp mổ tôi mà quan sát tôi như thế này, cái này rõ ràng chính là không có đem tôi để ở trong mắt. nhịp Chân bỗng nhiên nổi giận, hắn lập tức liền muốn xông tới cùng cổ nữ tươi kia giao thủ lần nữa. Bức quá lại bị Dương Giang cản lại. "Cậu ngăn lại tôi làm cái gì? Chẳng lẽ cậu cảm thấy tôi không phải là đối thủ của cô ta hay sao?" Diệp Chân nói. Dương Giang cảm thấy loại tư duy này của Diệp Chân thật là khiến cho người ta cảm thấy im lặng. Không cần thiết cùng vật kỳ động thủ đầu Bên trong bưu điện quỷ này Vật ly kỳ của quái nhiều lắm Tôi chỉ cần chờ đợi tôn thủy xuất hiện lần nữa là được rồi Nhưng một chuyện không bằng bớt một chuyện Mà cổ nữ thi này Trạng thái rất là kỳ quái Không giống như là quỷ Cậu nếu là tùy tiện xong lên Đem cô ta xử lý Có khả năng sẽ dẫn phát hậu quả không tốt Như vậy đối với thế cục là không có lợi Dương Giang nói Hắn đang quan sát nữ thi kia đồng thời thế cục trước mắt dường như đã ổn định lại, hắn không muốn phức tạp thêm. Mà trong đại sảnh ở tầng 1, năm đạo thân ảnh lệ quỷ còn đang lãng vãng, hắn cũng phải lưu ý. Diệp Trần nói, yên tâm, Diệp Mổ không phải là hạng người, chỉ có hư danh, đợi tôi chém cô ta rồi trở về, không có gì đáng ngại. Dương Giang nói, thời điểm này còn không bằng, cậu trước đối phó với một con quỷ ở trong đại sảnh này, nghe tôi một lời khuyên, nữ thi ở tầng năm kia chờ một chút đi. Hắn cảm thấy ở trên người của cổ nữ thi này có bí mật, không muốn để cho Diệp chân làm hỏng. Vậy thì thôi, nhìn ở trên mặt mũi của cậu, Diệp mỗi tôi tạm thời bỏ qua cho cô ta. Diệp chân đối với nữ thư kỳ hư lạnh một tiếng, lộ ra vô cùng bất mãn. Tuy nhiên, lời nói của dương Giang hiển nhiên là cũng rất hữu dụng. Diệp chân quay đầu nhìn về phía mấy thân ảnh quỷ dị trong đại sảnh. Dương Giang thấy vậy, Mới có chút nhẹ nhàng thở ra Hắn thật ra lo lắng Ngăn không được dịp chân Đến lúc đó chỉ sợ lại muốn đánh tiếp Hiện tại xem ra dịp chân này Vẫn tương đối là nể tình Không có dựa vào tính cách của mình làm loạn Tạm thời không cần để ý vật kia Tiếp tục chờ một lát Tôn Thụy nếu như không có chết Hắn hẳn là sẽ trở về Mà sau khi xé nát phòng thường màu đen thừa nhận lệ quỹ tập kích cũng đã qua Tiếp theo nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hẳn là có một đoạn thời gian an toàn. Dương Giang nói với đám người Lý Dương Vương Dũng. Vương Dũng nói, quỷ còn không có giải quyết, không có gì đáng ngại sao. Hắn chỉ bốn đạo thân ảnh quỷ dị trong đại sảnh. Dương Giang nói, dưới tình huống biết được quy luật giết người, tạm thời thì không có việc gì, mà thứ quỷ này tạm thời cũng không có cách nào đi xử lý, chỉ có thể để cho dịp chừng nghĩ biện pháp đi. Đám người nhẹ gật đầu, Diệp chân giờ phút này ngược lại cảm thấy rất hứng thú, bắt đầu nghiên cứu mấy đạo thân ảnh lệ quỷ kia. Hẳn mặc dù là có ảo tưởng sức mạnh, nhưng trong sự kiện linh dị, vẫn là phải có đầu óc, không phải thật cái gì cũng đều không hiểu, mà hành động lỗ mãn. Cái bóng chỉ là giả, đầu nguồn mới là mấu chốt. Lại là giải mã trò chơi sao, cái này không làm khó được dịp mổ tôi. Dịp chân nhìn chầm chầm mấy đạo thân ảnh quỷ dị, rồi rơi vào suy tư. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong bưu điện quỷ, nơi này là một cái cầu thang chưa có người đặt chân. Tôn Thụy giờ phút này, một thân một mình khập khỉnh dọc theo cầu thang này đi lên. Ở trước mặt của hắn có một đạo thân ảnh quỷ dị và mơ hồ đang dẫn đường ở phía trước, giống như đang ra hiệu để cho hắn đi theo. Tôn Thụy cũng đích thực là làm như vậy, bậc thêm rất là dài, giống như là không có điểm cuối, phía trước một mảnh u ám, xung quanh cũng phá lệ kiềm chế, mà ăn tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có hắn từng bước từng bước đi đường phát ra thanh âm vang vọng. Hành lang chật chội, u ám, ngột ngạt, rất dễ dàng làm cho tinh thần người ta căng cứng. Nhưng thần sắc của Tôn Thụy lại rất là bình tĩnh, cũng không có e ngại. Hắn tại bên trong bưu điện quỷ đợi nhiều ngày, trải qua chuyện kinh khủng cũng đã đủ nhiều. Khi đó mỗi ban đêm đều là hắn một thân một mình sống qua, nơi này căn bản không tính là cái gì. Giống như là đi thật lâu rất nhanh đã tới bậc thêm cuối cùng. Phía trước là một gian phòng, hai bên trái phải trước cửa phòng lóe lên ánh đèn u ám từ đèn tường. Trên cửa có treo một cái bảng số phòng làm bằng đồng, trên đó viết 601. Thần sắc của Tôn Thụy hơi động. Quả nhiên, bưu điện quỷ có tồn tại tầng thứ sáu. Nơi quỷ dị này dường như là một tồn tại độc lập, cũng không kết nối cùng với tầng 5 Khi ánh mắt của hắn thu hồi, cửa phòng 601 bất chợt mở ra. Ánh đèn tường ở trước cửa phòng suy suy lấp lẽ một cái. Mà thân ảnh quỷ dị kì lại lập tức biến mất không thấy. Thân ảnh kỳ hẳn là một loại hiện tượng linh dị nào đó, cũng không phải thực sự là quỷ, chỉ là vì dẫn dắt người tiến vào nơi này mà thôi. Đây là để mình tiến vào bên trong phòng kia sao? Tôn Thụy trong lòng thầm nói, đồng thời cảm giác trạng thái của mình bắt đầu càng ngày càng tốt, không còn có sao động lệ quỷ khôi phục cái chân bị khập khiển của hắn cũng không có nghiêm trọng như vậy nữa. Đi đường so với lúc trước muốn linh hoạt hơn. Bên ngoài còn có rất nhiều người đang phải chống đỡ lệ quỷ tập kích. Chờ mình trở về, không thể lãng phí thời gian. Tôn Thụy không chần chờ, hắn lập tức đi vào gian phòng kia. Gian phòng rất là tối, rất tối. Bên trong tối đen như mực, khiến cho hắn hoài nghi có phải mắt của mình bị mù rồi hay không. Nhưng rất nhanh, lại có một ngọn đèn dầu quỷ dị phát sáng lên trong không khí tràn ngập một mùi kỳ lạ. Dầu thấp kia tản ra một mùi thi thối, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nó giống hệt với ngọn đèn dầu, mình có được ở tầng một. Tôn Thụy đi về nơi có ánh sáng, chẳng may chốc hắn đã đến vị trí của ngọn đèn dầu. Đó là một cái bàn kiểu dáng xưa cũ, phủ đầy bột giấy, hình như đã được sử dụng từ lâu. Trên bàn làm việc có một cuốn sổ nhỏ màu đen, bên cạnh có một chiếc bút lông và một cái nghiêng mài mực. Tôn Thụy dán mắt vào cuốn sổ nhỏ màu đen. Về phần bút lông và nghi mài mực bên cạnh, hắn mặc kệ. Hai thứ đó là vật bình thường, không phải là vật phẩm linh dị. Chỉ có cuốn sổ nhỏ màu đen này là có hơi thở của linh dị. Tờ giấy màu đen kia hơi quen thuộc. Là giấy viết thư. Tôn Thụy thấy kiểu dáng kích thước lớn nhỏ là có thể biết được. Nhưng không đợi cho hắn quan sát thêm, cảnh tượng kinh hãi đã xuất hiện. Một bàn tay khô gầy của người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối ở phía sau cái bàn bàn tay đó nắm lấy một trang của cuốn sổ đen nhẹ nhàng lật ra ở trang đầu tiên có một cái tên rất đẹp được viết bằng bút lông là Tùng Văn cả người tôn thủy căng cứng như dây đàn hai tay vô thức muốn tụm lấy gì đó nhưng lại phát hiện gậy chóng đã không còn ở bên người nữa đồng thời sắc mặt cũng trở nên nặng nề là Tùng Văn họ là Hình như đội trưởng Dương đã từng nói quỷ gõ cửa khi còn sống có mang họ là. Còn tên của đối phương như thế nào thì đã không thể nào kiểm chứng được nữa. Thời đó không có chứng minh thư, hồ sơ, tên tuổi đều được ghi nhớ bằng cách truyền miệng mà thôi. Vậy La Tùng Văn chính là tên thật của hắn sao? Nhưng tên cũng không có quan trọng, nó chỉ là danh tự để gọi mà thôi. Hắn nhìn chầm chầm vào bàn tay khô gầy, suy nghĩ đến rất nhiều thứ, rất nhanh lòng bàn tay gầy gột lại mở ra trang thứ hai ở trang thứ hai cũng có một cái tên cái tên kia được dùng bút máy viết kiểu chữ thành tú điền hiểu nguyệt hiển nhiên đây là tên của một người phụ nữ không đúng không đúng sắc mặt của tôn thụy lúc này khẽ biến chắc cuốn sổ này dùng để ghi tên của người quản lý trang đầu tiên ghi tên là la tùng văn chứng tỏ hắn là người quản lý đầu tiên nhưng có thể họ là kia chết sau đó lại quỷ cơ phục tạo ra sự kiện linh dị danh hiệu quỷ gõ cửa cũng chỉ mới xuất hiện một năm trước nếu dựa theo cách nghĩ như vậy không có khả năng có người quản lý thứ hai mới đúng tuy nhiên cái tên trên cuốn sổ đèn lại là có thật trên phòng chữ tinh tế đó có ba chữ điền hiểu nguyệt được viết trên đó điều này cho thấy bưu điện quỷ đã có người quản lý thứ hai nhưng lòng bàn tay khô gầy trải dài trong bóng tối vẫn không có dừng lại lật sang trang thứ ba Lúc này, Tôn Thụy cảm thấy da đầu của mình rung lên một cái vì một cái tên nữa đã xuất hiện. Cái tên đó là Trường Tiện Quang. Tôn Thụy không biết cái tên này, nhưng Dương Giang lại biết vì trong bưu điện quỷ có bức tranh sơn dầu vẽ hình của Trường Tiện Quang. Hắn là người đưa thư ở tầng năm và đã gửi thành công ba bức thư rời khỏi bưu điện quỷ. Không ai ngờ đến cái tên Trương Tiện Quang lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ hắn cũng là quản lý bưu điện quỹ sao tôn thụy cũng không nghĩ quá nhiều chỉ nhớ kỹ những cái tên trên cuốn sổ này sau khi quay lại sẽ thảo luận với dương giang vào lúc này lòng bàn tay khô gầy vươn ra trong bóng tối chậm rãi mở ra trang thứ tư trang thứ tư trên sổ đen trống không không có tên dường như đang đợi tôn thụy điền tên lên ai có thể đến đây để lại tên thì sẽ trở thành người quản lý bưu điện quỹ sao Tôn Thụy lấy chiếc bút bì mang theo ở trên người. Từ trong túi áo khoác lấy ra. Hắn cúi xuống không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ký tên của mình lên trên đó. Người quản lý thứ tư, Tôn Thụy. Ngày khi tên được viết, ngày lập tức, căn phòng 601 tối tăm mịt mù, bất ngờ bừng sáng, do vô số ngọn lửa được thắp lên. Lửa đó chỉ là những ngọn đèn dầu. Chúng được đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong căn phòng này. Bóng tối dần tản đi, Tôn Thụy nhìn chầm chầm về phía trước, hắn còn phát hiện dấu vết của bàn tay khô gầy trước bàn đọc sách nữa. Ở vị trí đó chỉ có một cái móc áo. Trên móc áo có treo một cái áo choàng màu đen quỷ dị. Căn phòng này không có gió, nhưng cái áo choàng đen mắc trên móc áo lại khẽ lay động, như thể lúc nãy có ai đó đã động vào. Tôn Thụy kiên kỵ nhìn chầm chầm vào nó. Hắn có thể khẳng định cái áo choàng đen kia không phải là cái áo bình thường. Hiện tượng linh dị lúc trước chính là do nó làm ra nhưng giờ hắn không có thời gian để ý đến chuyện đó hắn cần nhanh chóng thăm dò rõ ràng tình huống nơi này thay đổi nội quy của bưu điện quỷ xử lý hiện tượng linh dị trong bưu điện quỷ nhờ ngọn đèn dầu nên hắn có thể quan sát khắp nơi bỗng hắn thấy một bức tranh đó là một bức tranh chưa được vẽ xong bên cạnh còn có nhiều loại thuốc nhuộm khác nhau bức tranh rất lớn hơn nữa thực sự là quỷ dị bức tranh này chính là một tòa nhà cũ kỹ là bưu điện quỷ. Bưu điện quỷ ở trong tranh rất là thô sơ, chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Mình hiểu được phần nào rồi. Tôn Thụy trầm ngâm, ý đã rõ. Bưu điện quỷ là một bức tranh chưa hoàn thành và mỗi đời quản lý đều có thể dựa theo sở thích của riêng mình vẽ ra bưu điện quỷ mà mình muốn. Ánh đèn dần dần sáng lên hết tầng này đến tầng khác. Có thể nhìn thấy sự thay đổi của bưu điện quỷ bằng mắt thường những ánh đèn đó không phải là bóng đèn u ám như cũ mà là một loại bóng đèn trắng có độ sáng cao những ánh đèn này xuất hiện rất đột ngột giống như xuất hiện từ trong hư không khiến người ta cảm thấy thật là kinh dị đèn sáng sao lúc trước đèn vỡ hết rồi mà tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc vì sự biến hóa ở xung quanh họ không thể tưởng tượng nổi không chỉ thế bức tường bẩn thỉu ố màu dần dần biến mất trở nên sạch sẽ và gọn gàng hơn sàn nhà móc mèo trên mặt đất nhanh chóng được thay thế bằng những viên gạch sáng màu cầu thang nối các tầng đã xuất hiện thậm chí còn xuất hiện hai chiếc thang máy tựa như những bài biển cổ xưa đang dần dần biến mất và một số đồ trang trí hiện đại đã dần xuất hiện ở đây một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ từ nóc của tầng năm rủ xuống treo ở khoảng vị trí tầng thứ tư trong vòng nửa giờ bưu điện quỷ thay đổi trở nên tráng lệ có người đang chỉnh lại bố cục của bưu điện quỹ chỉ có người quản lý mới có thể làm được việc này vương dũng nói trong khi nói chuyện xung quanh họ cũng đã xảy ra thay đổi có ghế sofa quầy bar thậm chí là một quán cà phê nhỏ xuất hiện gần đó lúc này thật khó để có thể tưởng tượng rằng đây chính là bưu điện quỹ trước đây người đầu tiên tới đây chắc chắn sẽ tưởng lầm nơi đây là khách sạn cao cấp hoặc là chung cư nào đó người quản lý của mỗi thời đại đều có phong cách bài trí bố cục riêng. Đây là phong cách bài trí hiện đại, chứng tỏ người quản lý tiếp quản bưu điện quỷ hiện tại là người có xã hội hiện đại. Dương Giang nói, Vậy Tôn Thụy thành công rồi, anh ta đã tiếp quản nơi này và đang bắt đầu xóa dấu vết của thời đại cũ. Tất cả hiện tượng linh dị còn sót lại ở đây đang bị xóa bỏ, còn biết liệu anh ta có thể lấy thân phận người quản lý của mình để khiến lệ quỷ biến mất khỏi đại hay là không. So với việc mọi người đang ngạc nhiên trước những thay đổi ở đây, Dương Giang lại để ý việc người quản lý có đủ quyền hạn để đối kháng với những lệ quỷ ở đây hay không. Khi bưu điện quỷ được thành lập, nơi này khẳng định không có quỷ, nhưng khi nhiệm vụ đưa thư bắt đầu, tiếp xúc với đủ sự kiện linh dị khác nhau, bưu điện quỷ này chắc chắn đã bị lệ quỷ xâm chiếm, thậm chí cái chết của một vài người quỷ nhân cũng tạo thành sự kiện linh dị. Dần dần, tai họa ngầm trong bưu điện quỷ càng lúc càng nhiều. Dương Giang đã gặp qua không ít Ví dụ như lệ quỷ ở tầng 4 bưu điện quỷ, phòng 504, phòng 502 ở tầng 5, quỷ mở cửa quanh quẩn ở bưu điện quỷ. Dưới tình huống không có người quản lý, những lệ quỷ này không bị tiêu diệt, vậy nên bưu điện quỷ mới càng ngày càng hôn hiểm như thế. Hiện giờ đã có tôn thủy nhận chất, hắn chắc chắn muốn đưa mọi thứ đi đúng hướng, nhưng vấn đề phải lo lắng duy nhất ở đây là hắn có đủ năng lực để làm điều đó hay không. Chưa đến một giờ, bưu điện quỷ ban đầu đã biến mất, Tuy địa điểm vẫn như cũ, nhưng nơi này đã trở thành một tòa chung cư năm tầng tráng lệ huy hoàng, rực rỡ ánh đèn. Các gian phòng trên tầng tầng lầu vẫn còn nguyên như cũ, mỗi tầng có 7 phòng, tổng cộng có 35 phòng. Dường như đây là thứ không thể thay đổi, nhưng các cánh cửa đã được làm mới hoàn toàn, không còn là loại cửa ọp ẹp nữa, mà là phong cách cửa phòng kiểu hiện đại. Trên tầng 5 vẫn còn những bức tranh sơn dầu, đây cũng là thứ không thể biến mất. Vẫn được treo trên tường Nhưng vị trí đã thay đổi Các bức tranh sơn dầu ở tầng 5 rơi xuống không ngừng Sau đó chúng được treo lên Tại đại sảnh tầng 1 Một vài bức chân dung nhân vật xuất hiện ở đó Giống như một cuộc triển lãm nhỏ Dừng dàng chú ý đến một chi tiết nhỏ Một số bức chân dung Đã biến mất một cách kỳ lạ Trong quá trình thay đổi vị trí Dường như chúng đã bị lấy đi Và cất giấu ở đâu đó Những bức chân dung biến mất Đều nguy hiểm và cực kỳ quỷ dị này đã được sàng lọc. Nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong bưu điện quỷ đã biến mất. Đây là một điều đáng mừng. Thằng máy có thể dùng. Hiện giờ Vương Dũng đang đi đến trước một chiếc thang máy. Hắn thử thao tác một chút thì phát hiện thang máy có thể mở ra và hoạt động một cách bình thường. Thi thể vẫn ở trên tầng 5. Dương Giang nhìn thấy thi thể nữ ở trên tầng 5 vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Rõ ràng người quản lý không có đủ quyền hạn để ảnh hưởng đến cổ thi thể này thi thể người phụ nữ này dường như là dấu tích còn lại của bưu điện quỷ thời đại trước. Nằm cái bóng lệ quỷ đâu rồi? Dương Giang lại lập tức quay đầu nhìn Diệp chân. Diệp chân không động đậy, chỉ đứng đó nhìn hướng cửa lớn. Cánh cửa bị phá lúc trước đã được hồi phục lại như cũ và biến thành một loại cửa kính xoay tròn. Trong khi đó, nằm cái bóng của lệ quỷ cũng đang dần dần lùi lại. Dường như bưu điện quỷ mới này đã trở thành một cấm địa đối với linh dị. chuẩn bị xua đuổi ra ngoài, nhưng cây trường thương của Dương Giang vẫn đang kìm chặt một cái bóng quỷ. Nên còn có một cái bóng không có cách nào bỏ chạy được. Nằm cái bóng lôi kéo lẫn nhau vẫn cứ đứng sừng sững ở cửa ra vào, tiến thoái lưỡng nàn. Sau khi Dương Giang nhận ra điều này, hắn bước tới rút ra cây trường thương lên. Ngay lập tức, cửa kính xoay tròn bắt đầu quay quanh vài vòng. Nằm con lại quỷ rời khỏi bưu điện quỷ, sau đó biến mất một cách quỷ dị. Hiếm khi dịp chân không đuổi theo, hắn chỉ hừ một tiếng tỏ vẻ không cam lòng bởi vì hắn còn chưa tìm ra sơ hở của năm cái bóng quỷ này ngay lúc này người phụ nữ tên là trung yến đột nhiên kinh ngạc chỉ ra bên ngoài mọi người nhìn kìa ở ngoài là đường phố bóng tối bên ngoài biến mất con đường nhỏ vào bưu điện quỷ cũng biến mất thay vào đó là con đường có nhà cửa và cửa hàng đầy phồn hoa là thành phố đại hán dương giang vừa nhìn là đã nhận ra bưu điện quỷ vốn nằm trong thành phố Đại Hán, nên Tôn Thụy đã sửa đổi quy tắc để người của Bưu Điện Quỷ có thể trực tiếp trở lại thành phố Đại Hán. Xem ra, nguyên rủ của người đưa thư đã được hủy bỏ. Mọi người không tin thì có thể ra ngoài thử xem. Để tôi thử xem sao. Chu Trạch cực kỳ tò mò, hắn chủ động đi ra cửa của Bưu Điện Quỷ. Hắn xử người ngay tại khoảnh khắc bước chân ra khỏi Bưu Điện. Vì vừa mới bước ra khỏi Bưu Điện, hắn ngoảnh đầu lại, nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào của bưu điện quỷ nữa. Hiện giờ, hắn đang đứng trên con đường cái và vị trí vốn dĩ của bưu điện quỷ hiện giờ chỉ là tòa nhà bỏ Hoàng đang được xây dựng dàn dở. Nhưng người bên trong bưu điện quỷ vẫn có thể thấy nhất cử nhất động của chu trạch. Nguyên rủa của người đưa thự đã kết thúc như thế sao? Đứng ở trên con đường bị phong tỏa, chu trạch vội vàng lấy ra giấy viết thư màu đen. Kết quả vừa lấy ra, bức thư như là mất đi lực lượng linh dị chống đỡ, trực tiếp nát vụn, chỉ còn lại một chút vụn giấy bị gió thổi bay. Hắn vừa mừng vừa sợ, nhìn đi nhìn lại, tòa nhà đang xây dở dàng, nhưng dù có quan sát thế nào đi nữa, tòa nhà chưa xây xong vẫn ở đó, không thể biến thành bưu điện quỷ được nữa. Hơn nữa, hắn không thể quay lại, thân phận người đưa thư đã bị tước bỏ, bưu điện quỷ không còn liên quan gì đến hắn. Thời đại của người đưa thư đã kết thúc. Dương Giang nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Hết tập 284. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.